Dùng bằng hệ thống nước tưới phun tự động. Các bạn chiêm ngưỡng. Đây là một vườn mộc mà toàn bộ là thoát thân, toàn cao 1 mét đến 1,5 mét. Này bắt đầu mới phân nhánh. Đây, hệ thống nước tưới của mình là tưới tự động, điều khiển trên điện thoại là tự động tưới, bật theo giờ. Đây, nó cũng rất an nhàn. Dưới này là những cái mộc giống nhỏ của mình đã cao được 50-60 phân. Thì đây là những cây này đã cao tầm 1m7-1m8, thân nó mới chỉ to bằng ngón tay thôi, ngón tay út thôi, còn những cái thì bằng ngón tay cái. Thế nhưng có một cái đặc điểm là nó thoát thân từ dưới gốc lên tận trên ngọn, là nó chỉ có một thân. Nhiều người cũng hỏi mình sao vườn mộc của bác nó lại tốt thế. Một buổi sáng là mình tưới cho độ 10 phút và buổi chiều độ khoảng tầm 10 phút. Bắt đầu các bạn nhìn là chiều này là chiều bắt đầu mát, giờ này là 6 giờ kém rồi. Là bắt đầu mình phun cho một lúc độ khoảng 10 phút, 15 phút thế thôi. Thế gọi là hơi ướt đất ẩm, cho nên tạo độ ẩm cho cây nó phát triển. Các bạn nhìn thấy hệ thống tưới của mình này, nó phun tự động hết. Cái này là mình đặt lịch trình ở trên điện thoại. Tự nó quay đấy, cứ đến giờ là tự nó phun thôi. Ngày là cứ buổi sáng là tự nó phun, xong buổi chiều là nó tự nó phun thôi. Này đặt lịch trình của nó. Đây là một cách làm kinh tế vườn của trang trại sinh vật cảnh Thắng Lộc và tại địa chỉ khu 2 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, giới thiệu đến các bạn cùng chiêm ngưỡng một mô hình thông canh kinh doanh quay sen trồng giữa ốc vườn. Đây, vườn bọn mình làm về mộc. Chỗ này của mình là mộc, cây mộc phát thân. Dưới mộc con này của mình có được khoảng 3.000 cây. Thế thì nếu như bạn nào có nhu cầu mua mộc giống mà mộc thoát thân nhé. Gọi là mộc thoát thân thì các bạn biết rồi, từ gốc lên từ 1 mét trở lên nó mới phân nhánh. Như trước mắt các bạn đây, tầm 1,5 mét nó mới phân mạch, phân nhánh. Thế thì sau này nó tạo thành một cây thẳng đứng lên và nó phân nhánh ở tầm ngang mắt, ngang mặt được 1 mét đến 1,5 mét, nó rất là đẹp. Và cây này lúc nào nó cũng được giá. Để giới thiệu cho các bạn mô hình, nếu các bạn có nhu cầu mua cây mộc giống, xin gọi điện thoại đến số điện thoại 0397 33 30, 0972 561 540. Thì mình sẽ giao cây giống đến tận nơi. Và nếu muốn mua cây mộc đã trồng được 2,5 năm này rồi thì các bạn điện thoại cho mình, sau đó mình cũng có thể là ship hàng đến tận nơi cho các bạn. Hoặc các bạn lấy nhiều thì các bạn đánh xe đến tận vườn lấy. Hiện tại mình đang liên kết cả bên Sơn Tây, mình có trang trại ở đây và bên chỗ Sơn Tây nữa, cách thành phố Sơn Tây có một tí thôi, thì là mình cũng có một trang trại ở bên đó trồng toàn là mộc này thôi. Nếu nhu cầu mộc thì các bạn gọi điện cho mình nhé. Nếu các bạn cảm thấy video có hữu ích thì xin nhấn vào đăng ký, nhấn nút like ủng hộ cho kênh của mình. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.